Khi đầu tư chứng chỉ quỹ thì thông thường anh chị sẽ quan tâm rất nhiều tới cái giá trị là NAV đúng không ạ, trên cái chứng chỉ quỹ, và đặc biệt là các cái quỹ chủ động thì họ sẽ public cái NAV này. Tuy nhiên thì đối với các quỹ niêm yết thì sao, đúng không nào, quỹ đóng hay là quỹ ETF thì nó sẽ có một cái thông tin thứ hai, đó chính là giá của chứng chỉ quỹ ở trên sàn chứng khoán, đúng không ạ? Và anh chị có thể thấy là ở trên bảng đây, đúng không ạ, anh chị có thể nhìn thấy được cái giá của chứng chỉ quỹ được giao dịch hàng ngày trên thị trường, và Hòa mô phỏng cái giá nó như một cái hình như thế này, và cái màu nó sẽ là cái màu xanh này anh chị các bạn nhé. Thế thì cái giá này nó sẽ phụ thuộc vào cái gì? Nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố, đó chính là yếu tố cung và yếu tố cầu ở trên thị trường, tức là số người người ta sở hữu cái chứng chỉ quỹ này, người ta có nhu cầu bán, nhu cầu mua. Nếu người ta có nhu cầu mua nhiều hơn số lượng bán thì giá tăng, còn nếu người ta có nhu cầu bán nhiều hơn số lượng mua thì giá đương nhiên là giảm rồi, đúng không ạ? Thế thì nó cứ chạy lên chạy xuống như thế này, đúng không anh chị? Đấy, thì Hòa ví dụ như là bây giờ giá của nó là 10, giá của nó là 20, giá của nó đây là 15, giá của nó ở đây là 30, đúng không ạ? Ví dụ như thế. Thế thì cái giá trị NAV này của quỹ này thì nó sẽ đi như thế này, thì Hòa sẽ mô phỏng nó là ở một cái đường màu đỏ. Và giả sử là cái quỹ này nó tăng trưởng, và thông thường nó sẽ tăng trưởng. Đấy. Đấy, thì Hòa ví dụ nhé, ví dụ giá đây nó sẽ là 11 này, đây nó sẽ là 16 này, đúng không ạ? Đây nó sẽ là 32 chẳng hạn. Đấy, đây nó sẽ là 25 chẳng hạn. Đúng không nào? Thế thì cái giá của cái quỹ niêm yết này sẽ luôn chạy xung quanh giá trị tài sản đó về này. Nhưng mà đối với quỹ thì cái biến động ấy của NAV so với giá trị không biến động nhiều đâu, bởi vì người ta xác định được cái chính xác rồi cái giá trị NAV này. Các quỹ ETF thì càng chính xác, rất chính xác, còn các cái quỹ đóng này thì nó sẽ khó hơn, nó khó hơn. Đấy, đặc biệt là như anh chị và bạn có thể thấy là cái quỹ đầu tư bất động sản của Techcom ấy, cái giá trị NAV của nó chỉ có 14 thôi, nhưng mà giá của cái chứng chỉ quỹ này đang bán ở trên thị trường tận từ 29 đến 33 thôi, rất là cao đúng không ạ, tăng nhiều gấp đôi cái giá trị tài sản ấy. Đấy, thì anh chị có thể hiểu rằng là cái sự biến động của giá chứng chỉ quỹ nó luôn đi theo cái giá trị tài sản ròng. Sau đây thì Hòa sẽ mô phỏng cho anh chị các bạn hai cái quỹ để anh chị dễ dàng hình dung hơn về cái giá trị tài sản ròng của nó và cái giá của chứng chỉ quỹ ở trên sàn chứng khoán, đó là quỹ VN30 anh chị nhé, quỹ VN30 đó, và thứ hai là quỹ bất động sản FUCB LET. Đó, xin mời anh chị các bạn hãy xem video chi tiết và mô phỏng về hai chứng chỉ quỹ này, giá và giá trị anh chị các bạn nhé. Trước hết hãy dành tặng cho Hoàng một cái like để YouTube họ chia sẻ cái video này tới rất nhiều người để mọi người biết được những thông tin giá trị như thế này. Và thứ hai đó là nếu các bạn muốn nhận những cái thông báo về các cái video mới nhất mà Hòa sắp tới sẽ chia sẻ thì anh chị các bạn hãy đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Đó, anh chị nha. Các bạn thân mến, bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn hai cái ví dụ để các bạn dễ hình dung về cái giá và giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư. Thế thì trước hết chúng ta sẽ xem cái quỹ VN30 đúng không ạ? Mã của chứng chỉ quỹ VN30 đang được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Giá của ngày mùng 5 tháng 5 là giá tham chiếu ấy, giá đóng cửa là 22.5, và anh chị và các bạn xem cái giá trị tài sản ròng của nó cũng là 22.590, nó rất là sát nhau đúng không ạ? Bây giờ cái giá của chứng chỉ quỹ hàng ngày ấy, đó thì nó sẽ chạy xung quanh cái giá trị tài sản ròng NAV này. Thực ra thì giá trị NAV và giá của chứng chỉ quỹ là thực sự là rất là sát nhau, không lệch đâu, bởi vì là sao? Vì là
Cái quỹ này là quỹ thụ động, họ mô phỏng lại toàn bộ các cái danh mục cổ phiếu ở trên sàn mà giá của cổ phiếu này minh bạch và nó public ở trên sàn chạy hàng ngày rồi, nên giá trị tài sản ròng của họ khá là chính xác rồi. Nên cái việc chênh lệch giá với giá trị tài sản ròng là rất là thật ít. Tuy nhiên thì Hòa sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái quỹ niêm yết khác là quỹ đầu tư bất động sản của Techcom, TCREIT. Thế thì cái quỹ này, cái việc chênh lệch giá là thể hiện rõ rệt luôn, anh chị các bạn có thể thấy. À, hiện tại ngày 27 tháng 4 đấy ạ, thì cái giá trị tài sản ròng của cái quỹ này là 14.200. Nhưng giá của chứng chỉ quỹ anh chị các bạn có thể thấy là ngày mùng 5 tháng à, mùng 6 tháng 5 hiện tại bây giờ đang là bao nhiêu ạ? Đây ạ, đang là 29.05 là giá mở cửa, giá tham chiếu đấy, và nó đang xuống sàn rất là nhiều. Và anh chị có thể thấy rằng trong thời gian qua đây cái quỹ này nó tăng trần hàng hàng chục phiên liên tiếp và đang giảm sàn đấy ạ. Ngày 29 tháng 4 nó đang ở giá 33.5 đúng không ạ? Và cái giá của chứng chỉ quỹ này là nó đang ở cái giá là 14.2 là ngày 29 tháng 4 đúng không anh chị các bạn? Tại sao cái giá của chứng chỉ quỹ đóng niêm yết TCREIT của Techcom này nó có sự chênh lệch giữa giá và giá trị thẻ dòng như vậy? Bởi vì sao? Bởi vì các cái tài sản của cái quỹ này này nó không public đó, hoặc là chỉ một phần thôi, nó đầu tư vào các bất động sản, các bất động sản này thì việc định giá nó rất là khó đúng không nào, nó không cập nhật, nó không cập nhật từng giờ từng giây như kiểu là quỹ VN30 là các cổ phiếu thôi đó. Nên chính vì vậy nó cái kỳ vọng của từng nhà đầu tư là nó khác nhau, cái nhu cầu của các nhà đầu tư nó sẽ khác nhau, có thể là thời điểm này nhu cầu cao, có thể thời điểm sau là nhu cầu thấp đó, cái đánh giá các kỳ vọng của nhà đầu tư là khác nhau, nó giống hệt như là cổ phiếu đấy chị các bạn ạ. Anh chị các bạn thân mến, vậy là Hòa đã chia sẻ và minh họa cho anh chị hai cái ví dụ rất là điển hình để anh chị hiểu về cái giá và giá trị của chứng chỉ quỹ đúng không ạ? Có lẽ thì anh chị sẽ phải tập trung vào cái giá trị tài sản của cái quỹ, danh mục tài sản của cái quỹ đó, thì anh chị sẽ hiểu được rằng cái giá thị trường của quỹ nó sẽ đi biến động với cái giá trị của quỹ như nào. Nếu mà cái tài sản của quỹ càng minh bạch, càng được public, càng được định giá sát với thị trường thì cái giá trị tài sản ròng của quỹ và giá thị trường là sát nhau. Còn nếu mà giá của danh mục tài sản quỹ nó không được public, nó không minh bạch và cái khả năng định giá nó khó khăn hơn thì rõ ràng là giá trị tài sản và giá thị trường nó luôn có cái độ vênh cao. Thế thì Hòa vừa nói đến bất động sản, đến cổ phiếu. Thế thì các cái trái phiếu nữa thì sao? Các chứng chỉ tiền gửi nữa thì sao? Đúng không ạ? Nó nằm trong cái danh mục của quỹ đó, đúng không ạ? Đấy thì anh chị sẽ tìm hiểu thêm các cái nội dung như vậy anh chị nhá. Hòa xin gửi lời cảm ơn tới tất cả anh chị và các bạn đã luôn luôn ủng hộ blog tiền của tôi.vn, kênh YouTube tiền của tôi official, để Hòa có động lực và chia sẻ tới rất nhiều anh chị và các bạn. Và Hòa hy vọng rằng những cái kiến thức này sẽ giúp ích cho anh chị và các bạn hiểu rõ về quỹ đầu tư và cách thức đầu tư quỹ đầu tư kiếm lời cho mình anh chị các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn.